Ôi. Ê, lên sách cho. Đó, giờ trường học cho đi chơi vậy nè Minh. Vô đứng xếp hàng chết me luôn. Không hề gì. Lớp con có bạn bao giờ cũng vậy á. Sao vậy? Nào, coi cái xe nào đầy đầy á, mình vô mình lên. Ghê, lên lên lẹ. Lên xe kia em. Lên nó đầy. Đi xuống dưới kia mới có chỗ đáy. Ở đây đâu có chỗ đâu. Đi lên xe đi. Đó xe kia đầy đi rồi kìa. Thấy không? Lên lên không có chỗ. Này nè. Mình đi lên đồ tài xe. Đây luôn đi. Ừ. Anh lên. Lên Minh. Em lên đi, anh ngồi ngoài. Thôi chặt rồi, anh ngồi chỗ khác đi. Đi, đi, xe chạy á. Không này vị trí nha. Ngồi xuống bình thường đi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, hai anh em xe quán kia. Chú qua đây ngồi. Rồi chạy luôn. Em nè nè em. Vừa không? Vừa không là vừa. Thank you.
Thì cái đó nước suối không á, nước gì có hai trái năm bùa qua nè. Có hai trái năm bùa qua anh thôi. Và nước suối không à. Có phố lẩu rồi kìa. Ừ, lúc trưa nó lên đây ăn lẩu. Trời ơi, đẹp ghê. Phố đi bộ chứ phố lẩu đâu. Mắc kinh nè, mua sắm luôn nè. Cái này chỗ mua sắm ăn bún mà. Cứ đi theo người ta đi, vườn thú ở trong đây nè. Ai nói. Ô, vô đây chụp hình đẹp lắm em. Yeah.